Hello, tên là Ly. Như các bạn cũng biết thì dạo này Ly rất là hay thích làm những cái video theo dạng như là Ly làm full face makeup của một hãng nào đấy. Nhưng mà lần này ấy, thì chúng ta sẽ làm full face tất cả các sản phẩm được yêu thích nhất, được bán chạy nhất Sephora. Đầu tiên thì để nói đến Sephora cho những bạn nào chưa biết ý, thì Sephora là một trong những retailer, một trong những nhà phân phối mỹ phẩm gần như là lớn nhất ở Mỹ luôn. Và ở Sephora thì chúng ta sẽ như kiểu được đi vào một cái thiên đường mỹ phẩm luôn, cực kỳ sướng. Bản thân Ly thì biết đến Sephora từ ngày mà Ly còn đi du học Mỹ cơ. Và đến tận bây giờ thì mỗi lần mà quay lại Mỹ thì mình cũng là đều sẽ thăm Sephora đầu tiên. Tính đến thời điểm là đầu tháng 3 năm 2020 thì đây là những cái sản phẩm được Sephora để trên website và nói là đây là sản phẩm best seller. Lúc đầu thì Ly cũng nghĩ là mình cũng có nhiều đồ mà, hay là mình chỉ làm những sản phẩm best seller mà kiểu trong top 5 mà mình có sẵn ở nhà thôi. Nhưng sau rồi Ly nghĩ là nhưng mà như thế thì lại không đúng lắm với cả cái cốt lõi của cái video này. Thế nên là Ly đã quyết định là thôi, Ly sẽ chi tiền đi. Và Ly đã mua thêm một số những sản phẩm mà Ly đã từng có rồi nhưng mà bây giờ Ly hết dùng rồi. Và một số sản phẩm là mới tinh là Ly chưa giờ dùng. Và để xem review của Ly về những sản phẩm đấy như thế nào. Và liệu nó có đúng chính xác là đây là những sản phẩm mà gọi là best selling, bán chạy nhất của Sephora trong cái hạng mục của nó hay không nhá. Như các bạn biết là chúng ta bước đầu tiên sẽ luôn luôn phải cần một sản phẩm primer, nghĩa là kem lót trang điểm. Thì ở đây chúng ta có bạn Smashbox The Original Photo Finish Smooth and Blur. Ly mua dạng mini size, vì mỗi lần chỉ cần dùng kiểu khoảng một chút xíu cho cả gương mặt của mình thôi. Đây phải nói là một trong những bạn primer kem lót trang điểm đầu tiên mà Ly có sở hữu trong cái bộ sưu tập của mình từ những năm Ly đại học. Ngày xưa khi mà Ly mới bắt đầu dùng bạn này ấy, thì nó đúng là cái cảm giác silicone luôn. Nhưng mà Ly hy vọng là với cái formula mới này thì nó sẽ không có cái cảm giác silicone đấy nữa. Ly sẽ dùng với cây chổi dạng phẳng như thế này thì chúng ta sẽ quét primer rất là dễ. Chắc là phải 3-4 năm nay Ly mới dùng lại bạn này luôn. Vẫn đúng cái cảm giác ngày xưa Ly sử dụng. Bây giờ chúng mình sẽ đến với cả foundation. Thì foundation của chúng mình sẽ là Fenty Beauty. Bạn này hơi làm Ly bất ngờ nha. Ly định làm cái video này từ cuối năm ngoái rồi. Mà Ly đến xem cuối năm ngoái thì nó ghi là Giorgio Armani cơ. Nhưng mà đến đầu tháng 3 năm nay thì nó lại ghi là Fenty Beauty. Tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái số lượng người mua và cũng như là số lượng người sử dụng bạn này. Và đây là bạn Fenty Beauty, Ly đã từng có video test and try bạn này rồi. Và bạn này của chúng ta là số 200, là gần như là 100% hòa được với cả lớp da của Ly. Có một cái đặc điểm là nó khá là nhẹ mặt và nó che phủ cũng rất là ổn nữa. Bạn nào mà muốn xem lại cái video đấy, Ly test and try bạn Fenty Beauty này rồi khi mà nó mới ra mắt thì hãy nhớ xem vào cái hình thumbnail này nhá. Sẽ dùng với cả một cái cây chổi mà Ly yêu thích từ rất là nhiều năm nay, Toeva 104 Buffle Brush. Ôi may quá mọi người ạ, nó vẫn tệp 100% với cả da mặt của Ly. Nó là dạng semi matte ấy, thế nên là khi mà nó lên da mình một cái là nó lì luôn lên trên da của mình, chứ nó không bền bị quá khô và cũng không hề bị quá bóng, giúp cái da của mình nếu mà bạn nào đã có cái lớp da nó rất là bóng khỏe, rất là tự nhiên. Và còn nếu mà bạn muốn dùng thêm kiểu dạng highlight ở phía dưới thì nó cũng sẽ hiện lên rất là rõ với cái lớp nền này. Ly cực kỳ thích nền của Fenty luôn. Lớp che phủ của nó sẽ được từ medium đến full coverage. Về cái độ mà xuống tông ấy, thường sẽ khoảng từ 0.25 đến nửa tông, tùy vào cái lớp da và cũng như là tùy vào cái độ chuẩn bị cho cái làn da của mình. Đối bản thân Ly thì Ly không thấy nó xuống tông quá nhiều, nó rất là vừa phải thôi. Thì concealer ở hôm nay chúng ta có kem che khuyết điểm là bạn NARS Radiant Creamy Concealer. Bạn này thì Ly đã từng dùng rồi, nó dùng hết sạch thành xanh một tuýp luôn. Và bạn của Ly có là màu Custard Medium 1, là màu hợp với cả da mặt của Ly. Ly thấy phù hợp với cả dùng kiểu những cái khuyết điểm trên da của mình hơn là dùng cho mắt. Mắt thì Ly vẫn muốn là có một cái kết cấu nó nhẹ hơn và nó lỏng hơn một chút thì nó sẽ phù hợp cho cái mắt mình hơn, không thì nó sẽ rất là dễ bị đọng phấn. Bạn này thì có cái độ che phủ gần như là hoàn hảo luôn, nhưng mà nhớ là tán thật kỹ nhé, tại vì một khi nó đã có che phủ hoàn hảo như vậy thì cái việc tán của bạn rất là quan trọng, không thì nó sẽ bị lộ rõ là cái phần đó luôn. Với những cái nốt mụn nhỏ này thì chúng ta càng tỉ mẩn thì chúng ta sẽ càng che phủ được đẹp và nó sẽ gần như không làm cho người đối diện cảm thấy là mình có cái lớp concealer trên da.
Thì thực chất là với thời tiết hiện tại thì chúng ta không cần phấn phủ đâu, nhưng mà để cho chắc chắn đi thì chúng ta sẽ dùng bạn La Roche Posay Translucent Setting Powder. Đây phải nói là một bạn all time favorite của gần như tất cả mọi người. Ly chưa thấy có một hãng mỹ phẩm nào có thể ra mắt được một cái sản phẩm có thể địch lại được với cả La Roche Posay Translucent Powder. Nếu như bạn nào mà muốn thực sự đầu tư cho mình một bạn phấn phủ dạng bột mà sẽ không bao giờ hối tiếc ấy, thì nên, rất là nên dùng bạn La Roche Posay này. Mà nó mịn da lắm ấy, nó sẽ làm cho cái lớp nền của mình rất rất là mịn luôn. À, bạn này thì baking cũng rất là đẹp, nó đem đến cho chúng ta cái lớp che phủ nó mịn, nó smooth và nó như là kiểu nhung ấy. Và nếu như bạn nào mà đã xem Ly rất lâu rồi thì sẽ biết là tại sao Ly lại không bao giờ mua cái bạn lông mày này. Bởi một lý do duy nhất đấy chính là nó đắt. Nhưng mà tại sao mình lại phải bỏ rất là nhiều tiền để mua một bạn lông mày bị xíu như thế này? Và đây là bạn chì kẻ mày Anastasia Beverly Hills Brow Wiz màu medium brow, cây lông mày 20 mấy đô này. Mình hoàn toàn có thể mua được một thỏi son, mình hoàn toàn có thể mua được một cái màu má, và mình hoàn toàn có thể mua được nhiều khi là cả một cái lọ foundation luôn. Tại sao mình lại phải mua chỉ một cái lông mày này dùng trong khoảng mấy tháng? Nhưng mà thôi, vì cái video này là dành cho best selling Sephora thì nên chúng ta sẽ dùng nhá. Và đây là lần đầu tiên Ly dùng Anastasia Beverly Hills Brow Wiz. Bản thân lông mày của Ly là một cái lông mày mà nó có khá là nhiều lông và nó cũng có khuôn sẵn rồi. Thế nên là mình cũng không có nhu cầu là mình cần phải vẽ lông mày theo kiểu phẩy sợi. Một số loại lông mày drugstore thì nó sẽ bị là kiểu cái chì nó quá đậm ấy, xong rồi nó sẽ làm cho cái phần lông mày nó không tự nhiên. Nhưng mà cái màu này nó làm cho lông mày trông khá là tự nhiên, nó lên rất là vừa phải. Cái màu này cũng được, nó gần như là chuẩn với cả cái màu lông tự nhiên của Ly luôn. Đây các bạn nhìn thấy là hai cái màu nó không khác gì nhiều, mỗi là bên này nó đậm hơn chút tại vì đã có kẻ xong rồi. Đến với vùng mắt thì chúng ta sẽ dùng một bạn mà may qua Ly đã có sở hữu rồi, đỡ phải mua. Và nếu mà mua thì chắc là sẽ vẫn rất là khó. Đấy chính là bạn Charlotte Tilbury Pillow Talk Luxury Palette. Từ cái video full face Charlotte Tilbury sự là một cái bạn mà Ly rất thích, tại vì những cái tông màu nó rất là phù hợp với cả cái phong cách của Ly. Và đầu tiên thì Ly sẽ dùng cái màu hồng để đánh cho toàn bộ bầu mắt này. Tiếp đến thì mình sẽ dùng cái chổi nhỏ hơn nhưng mà nó hơi theo dạng fluffy một tí, để mình dùng một cái màu nâu ở đây. Bạn ít make up không muốn mua quá nhiều màu thì thực sự nên mua của Charlotte Tilbury. Sau đấy mình sẽ dùng một cái cây chổi dạng pencil nhỏ nhỏ hơn để mình đánh cho cái vùng hốc mắt và cũng như là đánh tàn cái phần ở dưới vùng mắt nữa. Sẽ dùng cái màu hơi champagne nhẹ nhẹ ở đây để Ly có thể đánh cho cái vùng khóe mắt và cũng như là cái vùng bầu mắt phía trên, cho đôi mắt nó mở to hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật ngược lại cái cây chổi này và lấy cái màu nhũ ở phía dưới để đánh cho toàn bộ bầu mắt và chỉ tập trung vào phần giữa bầu mắt thôi. Thì đây lại là một bạn eyeliner mà Ly chẳng bao giờ mua cả, tại vì Ly thấy không cần nhất thiết phải dành quá nhiều tiền, chi quá nhiều tiền cho phần eyeliner đến như thế. Và đây là bạn Kat Von D Tattoo Liner màu Trooper Black. Có 3 thứ ở trên mặt mà Ly sẽ không bao giờ, gần như là không bao giờ mua đồ high-end. Đầu tiên đấy chính là mascara, kẻ mắt và kẻ lông mày. Bạn này thì Ly mua cái dòng mà nó là dạng bút lông, nó có rất là nhiều loại khác nhau. Cái màu đen nó lên rất là đều, mực bút rất là nhỏ, rất là mảnh, thì chúng ta có thể vẽ đường thoải mái luôn. Khá là impressed với bạn này, mặc dù là 20 mấy đô thật đấy, nhưng mà không đến nỗi nào. Với phần mascara thì Ly lại phải đem bạn này ra. Đấy chính là bạn Too Faced Better Than Sex Mascara. Thực ra là Ly cũng hiểu lý do tại sao mà bạn này lại được trong top best selling của Sephora, tại vì sự bạn ấy tốt thật. Và hoàn toàn chúng ta có thể tìm được dupe y hệt và còn tốt hơn của bạn này, Voluminous Mascara. Thế nên là bạn nào mà chưa xem video mà Ly so sánh hai bạn này với nhau thì hãy xem đi nhá. Và bạn này thì đã xuất hiện quá nhiều rồi, thế nên là Ly sẽ không review quá nhiều về bạn ý nữa. Bạn mascara này thì rất là phù hợp với những bạn nào mà lông mi đã có sẵn và đã khá là ok rồi, đã dài rồi, chúng ta chỉ cần thêm độ dày và cũng như là độ rõ nét của nó thôi thì sẽ rất là phù hợp. Còn nếu như bạn nào mà lông mi đã mỏng, đã ngắn, đã thưa thì hoàn toàn không nên dùng bạn này. Bây giờ thì chúng mình sẽ có bạn bronzer rất là nổi tiếng Hoola của Benefit. Bạn này thì Ly đã từng dùng hết sạch cả mini size, sạch cả full size và bây giờ Ly đã phải mua lại để phục vụ cho cái video này. Bạn này thì là một cái bạn phấn nâu, nó thực sự nó hợp với gần như tất cả mọi loại da luôn. Và kể cả như bạn không phải là một người quá chuyên về make up nhưng mà cũng hoàn toàn có thể dùng được bạn phấn má nâu này. Ui, lấy nhiều quá, chết rồi, lấy hơi quá tay, mày nói lấy hơi quá tay, chúng ta phải chữa, phủi bớt đi, phủi bớt đi.
mải nói nên lấy hơi nhiều, tại bình thường mình chỉ cần kiểu nhúng chổi vào thôi ấy, thì cũng đã lấy đủ rồi, nhưng mà Ly bị thói quen thế nên là Ly cứ xoay với cả mải nói nữa. Phần má thì chúng ta có nose orgasm vẫn luôn luôn là một trong những màu mà mọi người yêu thích nhất, và Ly sẽ lấy lại cái bảng màu palette này của Ly. Và chắc chắn là bạn này thì không phải nói quá nhiều và chúng ta cũng đã hoàn toàn có thể biết được là chúng ta yêu thích bạn này như thế nào. Thực sự là cái màu orgasm đấy là cái màu mà khiến cho mọi người biết đến cái nhãn hiệu NARS nhiều nhất từ trước đến giờ luôn. Ok, nó có cái độ glowy nhất định ở trên da mặt của mình rồi. Bây giờ đến với phần highlight thì chúng ta có một bạn của Bobbi Brown là Highlighting Powder. Thì Ly đã tìm được cái bạn là Pink Glow. Thì các bạn cũng đã thấy được cái bạn này trong video đấy rồi, rất là đẹp, rất là xinh. Ly dùng bạn này cũng khá là nhiều luôn ý. Nó rất là phù hợp với cả cái màu má luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng, đấy chính là phần son môi. Và đây chính là màu son mà Ly đã lựa chọn trong cái bảng màu son của dòng son được yêu thích nhất Sephora, chính là Giorgio Armani Lip Maestro Intense Velvet Color màu số 200. Và đây là một cái màu mà Ly thấy nó là một cái màu chắc chắn là cái màu Ly sẽ rất thích, lên màu rất mềm luôn. Đây là Ly mới đánh ở giữa môi, xong rồi chúng ta tán đều ra thì nó được cái màu như thế này. Trông nó rất là đẹp, nó rất là kiểu trưởng thành, nó lên rất là nhẹ môi, đánh rất là đều môi mà nó không phải quá lì, mà nó kiểu dạng mềm mềm nhung nhung ấy. Và Ly nghĩ là nếu như bạn nào thích cái chất liệu của cái son như thế này và cũng như là cái packaging siêu sang chảnh như thế này thì hoàn toàn có thể tham khảo thử dòng son này của Giorgio Armani. Và Ly hy vọng là với cái make up look, cái lớp nền, cái màu mascara, cái màu lông mày, màu mắt, màu mi, màu má, màu highlight, màu bronzer, màu son, và cũng như là cái outfit này của Ly ngày hôm nay cũng đã đủ để cho các bạn thấy được là những cái sản phẩm mà đã được gọi là best selling của Sephora nó chuẩn như thế nào. Nói chung là từ nãy giờ Ly không phải chê sản phẩm gì cả, trừ một điều là Ly vẫn không thể nào thoát được khỏi ý nghĩ là cái này tại sao nó lại đắt như thế. Còn ngoài ra thì Ly hài lòng với tất cả các sản phẩm mà Ly có ở trên mặt của Ly luôn, và cũng như là Ly chắc chắn sẽ dùng lại rất là nhiều. Và đây là cái make up look mà Ly rất là ưng. Ly thấy nó có một cái độ trưởng thành nhất định và trông giống U30 cho mọi người. Chắc là cũng giống rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà Ly kiểu để tóc thẳng nó sẽ trẻ hơn. Hôm nay Ly muốn để tóc xoăn xoăn một tí, tại vì mình mà có vest ấy, thì mình cũng muốn cho nó đĩnh đạc, trưởng thành hơn. Và Ly hy vọng là các bạn đã thích cái video này của Ly ngày hôm nay và cũng như là cái make look của chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù dạo này mình có làm khá là nhiều video make up nhưng mà rất là vui là mọi người đã ủng hộ của Ly và cũng như là theo dõi Ly. Nếu như bạn có bất cứ một cái yêu cầu gì thì hãy nói cho Ly biết, và cũng như là nếu như bạn có nhận xét gì về video này thì cũng nói cho Ly biết ở phía dưới nhá. Chúng mình sẽ cùng nhau làm cho những cái video này chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Ok, và cũng như là hữu ích cho mọi người. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Bye bye. Mwah!